Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình livestream của Duy Nguyễn những năm vừa qua. Thì không phải là Duy Nguyễn làm cái video này, là Duy Nguyễn không livestream nữa, không làm vlog nữa, mà chỉ là một cái sự gọi là cảm ơn tất cả các bạn khách hàng, rồi fan hâm mộ, rồi nhân viên và đối tác đã gửi lời chúc mừng sinh nhật của Duy Nguyễn ngày 5 tháng 4 năm 2021. Thì thật sự thì đối với Duy Nguyễn, quan điểm của Duy Nguyễn đã thể hiện rất là nhiều lần rồi. Duy Nguyễn cũng quên luôn á, Duy Nguyễn không nhớ ngày hôm nay là ngày 5 tháng 4. Nhưng mà các bạn chúc mừng rất là nhiều và Duy Nguyễn rất là cảm động. Nhưng tất nhiên Duy Nguyễn không thể nào thì like được hết tất cả. Nó quá nhiều các bạn ạ. Thì thôi, thông qua video này cho Duy gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã gửi thông điệp chúc mừng đến Duy Nguyễn bằng những cái phương tiện khác nhau, bằng những kênh kết nối khác nhau. Nhưng mà thật ra cũng chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cái sinh nhật năm nay thì nó cũng chả vui thế nào các bạn ạ. Tại sao không vui thế không? Tại vì là Duy Nguyễn tính khai trương THLC quận 7 vào đúng ngày 5 tháng 4 này luôn. Wow. Để kiếm tiền thôi các bạn, chứ không gì trơn trọi đó. Nhưng mà chẳng qua đó một cái là nó không kịp, nên phải chịu. Nó còn một số hạng mục chưa sẵn sàng ở trên quầy lễ tân. Thì thật ra đó, mình khai trương vào dịp ngày 5 tháng 4 này thì có lý do bào tiền hơn các bạn. Ví dụ mình nói ở sinh nhật của mình nè, bạn tới đăng ký tập đi, rồi sinh nhật của tôi nè, bạn tặng quà rồi đi, nó cũng dễ mở miệng. Chứ bây giờ thật sự những cái khai trương trước á thì đó những cái ngày rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Còn từ đây tới cuối năm 2021 thì đâu còn ngày nào để ý nghĩa để khai trương quận 7 đâu. Không lẽ khai trương ngày 27 tháng 7. Đúng không? Khai trương ngày 27 tháng 7 này nọ kia thì nó quá lâu đi. Cái nhất, cái thứ hai nữa nó cũng không có được sốc ngày lắm. Đó thì đó cũng là một cái nỗi trăn trở của Duy Nguyễn trong thời gian vừa qua. Còn tất nhiên thì về những cái ngày tháng năm sinh nhật lễ lại thì nó cái thứ đó thì Duy Nguyễn cũng không quan trọng đâu các bạn ạ. Thật sự là không quan trọng. Duy Nguyễn cũng không có nghĩ rằng sinh nhật là phải mời ai, tổ chức ai, nên bạn thấy tôi vẫn đi làm bình thường. Duy Nguyễn vẫn chạy từ bên Bình Tân qua quận 12 để làm miệt mài, tối về cứ vẫn phục vụ anh em trong trình livestream này, đam trẩu rồi nọ, cung cấp kiến thức cho tới những bạn trẻ thôi. Đối với Duy Nguyễn thì một cuộc sống mà nó hạnh phúc, mà nó thành công á, thì ngày nào cũng là ngày sinh nhật, ngày nào cũng là ngày Valentine, đúng không? Ngày nào cũng là cái ngày mà mình hạnh phúc trong cuộc đời, mang đến cho những người thân của mình những cái cảm xúc yêu thương nhất. Nên ở Duy Nguyễn không đặt quá trọng ngày sinh nhật, mà chia sẻ nhỏ nhỏ bạn chuyện này không ai biết hết. Tức là ngày 5 tháng 4 không biết phải sinh nhật của tôi không nữa. Trời ơi mẹ, thời đó tôi đẻ ra trong cái hoàn cảnh mẹ nó khó khăn ông ơi. Cái thời đó năm bao cấp mà, 85 bao cấp, đúng không? Ăn còn có ăn nữa, ai biết đẻ ngày nào giờ nào. Lịch tay lịch ta đồ từ lưa hôm dưới chân à. Nên thật sự giờ cũng nghi vấn không biết phải ngày 5 tháng 4 là ngày sinh nhật không nữa. Nói thiệt. Đó, cái đó là mình chia sẻ cho các bạn nha. Thì bây giờ là lần sinh nhật lần thứ 36. Nhưng mà nói thật sự bạn cuộc đời sinh nhật Nguyễn thôi nôi chưa có nữa, chứ đừng nói sinh nhật. Chưa có năm nào Duy Nguyễn tới chức sinh nhật hết á. Tất cả mấy các bạn gửi điện chúc mừng hay là những cái đối tác là gửi hoa, gửi này nọ kia thì có. Nhưng mà cá nhân Duy Nguyễn chưa bao giờ tổ chức một năm nào có ngày sinh nhật. Chưa bao giờ nói là Duy Nguyễn sẽ tổ chức sinh nhật. Không có bạn, nên nhà hàng khó bào tiền ví dụ này lắm. Nhà hàng khó bào tiền lắm bạn, như các bạn sinh nhật là tăng 2, tăng 3, tăng 4 đồ này, tăng mấy chục đồ. Rồi sinh nhật là tặng quà, dẫn bồ cũ, bồ mới, đồ cà khịa nhau đâu. Đúng không? Các thứ, còn Duy Nguyễn chưa hề có cảm giác đó. Năm nay 36 tuổi rồi các bạn. Già không già, trẻ không trẻ, cũng nửa cuộc đời rồi. 36 x 2, 72. Nhưng mà giờ ngẫm nghĩ lại 36 tuổi mình có được những cái gì? Và mục tiêu tiếp theo trong năm 36 tuổi là cái gì? Nó thật sự bây giờ cuộc sống thì ngày càng khó khăn, áp lực thì ngày càng nhiều. Đúng không bạn thấy không? Bây giờ mở ra tứ trụ này nọ chạy như dịch luôn. Ngày trước á, mình nghĩ là cuộc đời mình lý tưởng, mở ra thất đại thành thị trong Sài Gòn. Đúng không? Tức là 7 building, mỗi ngày lái mẹt đi một chỗ. Đó, tập tạ, hưởng thú vui cuộc đời. Còn bây giờ nói thiệt chứ bạn á, tôi có được cảm giác rồi, mẹt tôi cũng có 2 chiếc rồi, building tôi cũng có 4 cái rồi. Tôi cũng có được cái cảm giác mà lái xe đi tập rồi. Mà bây giờ đối với Duy Nguyễn lái xe là một cái cực hình. Khổ lắm các bạn ạ. Các bạn đi xe máy bằng lũi được, tôi đi xe hơi tôi chạy ra ngoài tôi cứng nhắc cái trong mấy container luôn, chịu không nổi. Đúng không? Quốc lộ 52 thì kẹt theo kiểu quốc lộ 52, quốc lộ 1 thì kẹt theo kiểu quốc lộ 1, đường Sài Gòn thôi khỏi nhích ban ngày luôn. Nó tạo ra một cảm giác nó chán chường, nó làm biến phấn đấu bạn. Mình nghĩ không biết mình phấn đấu gì cái gì. Đó, ngày trước mình build tứ trụ của mình á, tứ trụ mình nằm trên đường Vành Đai 2. Mà đã gọi là đường Vành 2 là phải chạy 80% chuyện bình thường đúng không ạ? Đó, bây giờ đường Vành 2 mẹ làm chưa xong. Nó làm chưa xong đã chớ mà nhích từng chút. Mỗi lần đi quay phim hay đi làm ăn hay là qua đây training nhân viên này nó cũng khổ lắm. Thì từ đó nó làm cho Duy Nguyễn cảm thấy mình nhục chí.
nó cảm thấy Duy Nguyễn không có muốn phấn đấu nữa, mà thật sự muốn phấn đấu nữa cũng phấn đấu nổi các bạn. Bây giờ nó có quá nhiều cái việc trước mắt cần phải giải quyết, nên nói thẳng với các bạn luôn, các bạn đừng có hỏi anh Duy Nguyễn có ngũ trụ hay lục trụ gì không. Chắc chắn là trong khoảng thời gian ngắn không còn trụ nào hết đó. Mà Duy Nguyễn muốn gọi là bây giờ mình ổn định hết tất cả, mình hoàn thiện hết tất cả những gì mình đang có đó, để cho mình có được cái sự hiệu quả trước đã. Đó, trụ quận 12, trụ quận 9 và năm nay là trọng điểm là trụ quận 7. Đó, trụ quận 7. Mà tôi nói thiệt với bạn, kế hoạch đi Mỹ của Duy Nguyễn 2 năm nó bị gác lại rồi đó bạn. Năm ngoái nó bị Covid quá đi không được. Mà năm nay á, tôi nói thiệt bạn, tôi tính đi, tôi vẫn có những cái dự án lớn, chuẩn bị mua công ty của con kia rồi. Mua rồi đó. Mà có một cái đi không được. Bây giờ á thì bây giờ nó khó, mình đi Mỹ nó bắt mình chích vaccine nó mới cho đi. Mà thêm một cái nữa, bây giờ vaccine không sợ nha. Ở bên Mỹ nó đang phong trào, nó kiếm người châu Á đồ sát. Đồ cái đó mới ghê. Nó thấy cái gì đâu mà sao tự nhiên biết bao nhiêu chuyện nó ập tới mình. Cái chuyện Covid nó làm cho kinh tế đi xuống. Rồi cái chuyện mà xã hội nó làm cho mình cảm thấy những vấn đề nó bị vỡ kế hoạch. Đó. Nên nó thật sự cái sinh nhật năm thứ 36 này nó không biết là nó vui hay nó buồn nữa. Nhưng mà nó làm cho Duy Nguyễn phải chững lại. Phải chững lại, Duy Nguyễn phải giờ phải núp bóng chờ thời. Không phải gọi là núp bóng lại, ẩn mình lại để chờ những cái dòng nước mới nó xuất hiện ra thì mình mới đẩy được thuyền. Đó. Nói chung mình muốn mình nó phải như vậy các bạn. Và trong một năm kinh tế đầy biến động này á, thì các doanh nghiệp nhỏ như Duy Nguyễn á, thôi doanh nghiệp vừa đi, mình nói chuyện nhỏ mà công bạn nó mình xạo. Đúng không? Những doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ đi thì nó cũng phải đối diện với một cái bài toán sinh tồn. Nó đối diện với bài toán sinh tồn nha các bạn. Trong khi ngành gym á thì nó cũng khi đóng cửa, khi thì hàng hóa nó không đủ này nọ kia, nó cung ứng sản xuất chuỗi rồi kinh đào CE gì đó bị lockdown rồi tùm lum các kiểu hết, nó khổ quá trời. Bây giờ trong suy nghĩ của Duy Nguyễn thì cố gắng hoàn thiện cái quận 7 càng sớm càng tốt. Bây giờ nó đang vướng mấy cột sắt, nó đang vướng mấy cái cửa ở ngoài, đúng không? Từ đó rồi này nọ mình mới mở cửa đó. Duy Nguyễn muốn mở cửa tháng 4. Duy Nguyễn muốn vậy thật, rất muốn luôn bạn, muốn mở cửa vào ngày 5 tháng 4 luôn đó, là ngày hôm nay nè. Nhưng mà nó không kịp, bây giờ có nhanh lắm cũng phải 3 tuần nữa. Mà 3 tuần nữa thì nó lại tới gần tháng 5 rồi. Xào trẻ hồi tới lui xuôi ngược tới tháng 6 khai trương, có 1 tháng bán sao kịp. Đó, mình ăn là mình ăn cái gì? Mình ăn cái pre-sale. Cái pre-sale là cái giai đoạn đó mình gom khách. Đúng không? Mình gom khách đông đông rồi vô mình khai trương này nọ kia. Mà nói tới khai trương còn chán dữ nữa. Bây giờ trong đầu Duy Nguyễn chưa có kịch bản khai trương luôn á. Chưa biết khai trương mình nó làm thế nào, mình nó nói cái gì, mình nó như thế nào. Tại vì quận 12 khai trương kiểu, quận 9 khai trương kiểu, Bình Tân khai trương kiểu, giờ quận 7 chả biết khai trương kiểu gì. Đó, nói chung nó cũng cạn kiệt về mặt ý tưởng nè. Nó cũng khó khăn rồi. Có bạn nói thôi giờ khai trương anh cứ giảm giá tầm 100% năm đi là ok là ngon à. Còn mà khai trương kiểu đó bán công ty hả bố? Đó. Nên thôi, mới tâm sự sơ sơ với bạn chút đỉnh thôi chứ hôm nay là ngày làm việc nè. Duy Nguyễn cũng mới tập mắt OT, nhưng mà tập mắt OT đâu phải là tập đâu. Mày ngồi training cho con gà kia kìa. Trời đất ơi, vừa tập mày vừa mình phải suy nghĩ ra những cái tình huống giả định coi nó xử lý thế nào, rồi từ đó mình góp ý mình chỉnh sửa này nọ. Trời đất ơi, nó mệt muốn lòi lưỡi luôn. Ê, của anh phải không? Ở đứa đây, trời ơi, nhờ nó pha protein này nọ uống. Sao tập mà nó ngồi nó lắc lắc hoài nãy giờ mình đói bụng muốn chết. Tái rung luôn mày. Thôi để kết thúc video này, Duy cũng tóm gọn lại nội dung chính là thứ nhất, Duy cảm ơn các bạn gửi lời chúc mừng sinh nhật. Cái thứ hai, Duy khẳng định sinh nhật lần thứ 36 của Duy Nguyễn hay là 37, 38 gì đó, nó cũng là những ngày bình thường thôi đó, và năm nay nó cũng có những điều nó không được vui lắm. Và cái tiếp theo á là Duy vẫn đang cố gắng, đúng không, khai trương, không phải là khai trương mà là pre-sale quận 7 mở cửa ra kinh doanh đó các bạn, vào tháng 4 này, là một cái tháng ý nghĩa. Nó có ý nghĩa cho cá nhân Duy Nguyễn, nó có ý nghĩa cho dân tộc Việt Nam, và nó cũng có ý nghĩa luôn cho những bạn bên kia. Nó một cái tháng nó quá nhiều ý nghĩa như vậy á, thì Duy Nguyễn cố gắng mở khai trương vào đúng cái tháng này đó, để mình gặt hái được những thành công dựa trên những ý nghĩa mà Duy vừa nói đó. Và cái tiếp theo là Duy khẳng định với các bạn á, là 99.99% á, là THOL Gym quận 7 sẽ mở cửa chính thức tập vào tháng 6.
Tức là sao, sau lúc tháng 4 đến tháng 6? À lúc tháng 4 á là nó làm những cái việc chuẩn bị khai trương. Là trong đó nó có thu tiền vé tập các bạn nè. Các bạn đóng trước thì nó sẽ rẻ hơn chút, còn các bạn đóng sau thì nó sẽ mắc hơn chút. Đó. Và lúc đó là bao bạn tùm lum hết, những cái hình thức thanh toán này nọ nó cũng trôi chảy, nó cũng ngọt ngào. Và sẽ hoàn thiện quận 9, hoàn thiện quận 12 cho nó đúng một cái quy trình, và chắc chắn Bình Tân có một biến động rất lớn. Bình Tân cũng sẽ có một biến động rất lớn. Tức là năm nay đối với Duy Nguyễn trong cái kế hoạch là cái năm hoàn thiện, cái năm hoàn thiện về mọi mặt luôn. Về gym, chia sẻ với bạn cuộc đời của Duy Nguyễn làm gì nó có lộ trình hết. Đó. Duy Nguyễn dùng 5 năm đầu để Duy Nguyễn ổn định mảng sub. Wow. Các bạn thấy chưa? Sau này Duy Nguyễn sẽ dùng tiếp tục 5 năm tiếp theo để ổn định mảng gym. Từ đó nó sẽ mang lại cho Duy Nguyễn một cái thương hiệu là BBT SG Supplement and Gym. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hay thì mua sub đi ba. Like share là đương nhiên rồi. Có chùa hoài.